Bảo Lạc và 6 dân tộc anh em cùng sinh sống: Mông, Dao, Xá Chỉ, Tày, Nùng và dân tộc Kinh. Bản sắc của mỗi dân tộc thể hiện nó trong lối ăn, cách ở của đồng bào dân tộc. Đây là gian hàng của xã Kim Cúc. Kim Cúc. Cứ vào đây chơi đã anh. Đây. Mua cao còng này bán bao nhiêu tiền đây? Phải thôi, rẻ. Hai ký này à? Một con cây à? Nó vất thào đấy. Trong có gì ạ? Nếu mà ăn trầu thì mình cho lá trầu vào. Không đi làm chứ. Nhưng mà cũng một lớp đi. Cho nó không. Làm. Điều làm nó điều làm luôn. Đây. Răng gì à? Bên trong là thế nào? Viên là khác nhau cái viên này. Hay là ăn này. Em chưa sáng đâu thì anh em dùng sáng này. Anh chưa ăn sáng đấy. Đây là gian hàng của xã Bảo Toàn các bạn ạ. Bảo Toàn đây. Bảo Toàn lực lượng. Đây, Bảo Toàn. Đây toàn là rượu đặc sản đấy nhỉ? Rượu men lá đây này. Mật ong rừng này. Măng khô này. Măng khô là đặc sản của Bảo Lạc rồi nhỉ? Đó. Thấy Bảo Lạc rất là nhiều măng khô. À đây là cái gì nhỉ? Đây là khôi nấm. Khôi nấm ạ. Nấm phải không? À khôi nấm. Đi ra hàng tiếp theo nhỉ? Còn đây là gian hàng của xã Hưng Thịnh các bạn nhé. Xã Hưng Thịnh thì có những mặt hàng này. Chào hai chị nhé. Chị giới thiệu và cho em một số sản phẩm đấy. Bánh trưng đen đấy. Không phải à? Không phải trưng đen đâu nhỉ? À, trứng thường thôi. Gạo nếp. Mở đâu à? Bảo có được nếm không chị? Nếu mà thấy ngon thì mua cái có nhân không? Có nhân đấy. Ôi thơm nhỉ? Mình thấy mùi thơm của gạo nếp. Gạo này thơm. Nếp thơm. À nếp thơm như đây này nhỉ? Cái loại này. Nhân cá chép. Nhân cá chép. À, nhân cá chép đấy, rất đặc biệt. Ở bên trong nó có màu xanh này nhỉ? Nó không vàng vàng như mình nhôm bằng lá riềng ấy, lá của cây riềng ấy. À. Tự nhiên hết, không có phẩm màu đâu. Và tạo ra cái màu này rất là đẹp. Là ăn là bốc luôn. Em thử miếng nhé. Anh mấy thứ đó mình. Thôi, em sạch. Nhân cá chép các bạn nhé, đây. Thôi, mời cả hai chị em nhé. Nhân cá chép anh nhỉ? Thơm lắm phải không? Thơm lắm. Ăn đến nhân nữa. Đây, các bạn ơi, bánh trưng lụ ngù nhân cá chép, nhân con cá chép với các bạn ơi, đây nhỉ. Đấy. Đây, cá chép rất là thơm. Gạo này rất là thơm. Đấy, gạo này là gạo nếp hương Bảo Lạc. Đấy. Măng ớt, bưởi, cam ta. Đi anh nhỉ, vừa đi bưởi. Đôi kia vào đôi giày nhỉ. Phải. Em xem một tí nữa. Còn đây là đôi giày, dây vải tay nung này. Cái này, cái dây này có phân biệt con trai con gái không? Không, chắc không. Cái này làm khá là cầu kỳ đấy nhỉ, hoa văn của nó. À. Xem cái đấy nó như nào. Cái này đi trong nhà. Đi vào trong nhà. Theo bằng tay. Bằng tay, rồi. Cảm ơn chị. Đây. Gian hàng tiếp theo. Đây là gian hàng của xã Phan Thanh các bạn ạ. Đấy. Tôi sẽ đi vào bên trong xem những cái sản phẩm của xã Phan Thanh. Đấy. Xã Phan Thanh có bưởi này. Có gạo nếp. Có rất mèn mén phải không anh? Và em quay một chút vậy ạ. Mèn mén Bảo Lạc các bạn ạ. Anh là phụ trách gian hàng ạ. Thơm. Vì anh phụ trách thì anh giới thiệu những cái mặt hàng cho em mới. Anh kia đây. Giới thiệu mặt hàng. Trên để biết được gian hàng. Đây là quả chanh yên. Quả chanh yên. Ở đây ạ. Chanh yên làm thuốc rất tốt, thuốc chữa ho rất tốt. Ong bổ miếng ngâm ong ngập chữa ho rất là tốt. Cảm giác giống quả ổi nhỉ? Hay giống quả ổi nhỉ? Mùi nó giống mùi chanh. Cái mình trồng hay là cây tự nhiên? Gốc ở đâu anh? Gốc ở đâu anh? Gốc ở trên này luôn mà, cây này ở gốc của Phan Thanh luôn. Xã Phan Thanh này luôn. Chanh yên á, gọi là chanh yên. Cái này nhiều nước lo nhỉ? Có ít hơn chanh thường, nhưng mà nó là ngâm mật ong trong là chữa ho đúng không? Ngâm tầm 10-15 ngày để chữa ho. Ho như này thì đây là lần đầu em biết đến đấy. Thịt chua. Thịt chua đúng không? Thịt chua. Thịt chua. Cái là từ thịt rán áp chảo rán trong là mới vào trộn với bột ngô rang, bột ngô hoặc bột đỗ tương được. Nhìn quay đây để anh cầm tay mới biết nó to như nào. Quả chanh ấy. Còn đây là đặc sản Tây Phương của Phan Thanh. Ăn rất là thơm và rất dẻo. Mà bây giờ mình đồ xôi là nhà mình đồ là mấy nhà xung quanh là họ biết nhà mình đồ xôi rồi. Vâng. Nó rất là thơm đúng không? Vâng, thơm nước vườn và anh cứ giới thiệu đi. Thịt bò khô. Đồng bào Mông Cổ trên Phan Thanh, bò hay ngá bị ăn tali nhiều. Người dân mong làm không bán. Còn đây là quả hồng, ăn mềm và thơm. Và đây là cơm lam. Cơm lam. Nó được làm từ nước hương mà cho vào ống tre. Tre trong là mình bắt đầu nướng. Mắc cọt cùng trong họ với lê, họ bảo là gái Đông Khê lê Bảo Lạc đấy. Mùa này lê hết rồi, còn mắc cọt thôi. Nhưng mà gái Bảo Lạc cũng được mà. Không là đặc sản. Không có Cao Bằng là gái Đông Khê nó nổi tiếng sinh là lê Bảo Lạc nổi tiếng là ngon. Còn đây là quả mì thơm, mì xanh thơm của đặc sản của dân xá, của vì mình trồng ở xứ lạnh nên là ăn nó cũng rất là thơm và rất là bùi. Đây là mắc cọt ngâm. Mắc cọt thì có hai loại, một loại là hơi chát thì mình ngâm để lâu và ăn ngon, một loại thì ăn thẳng. Đây là quả hồng không hạt. Hồng này với hồng kia là có hạt đúng không? Hồng này có hạt mà không cần ngâm, chín thì ăn luôn. Vâng. Còn hồng này thì ngắt thì phải ngâm nước mới ăn được. Ngâm nước nó mới ngọt, nó không chát. Đưa cho anh ăn một quả. Anh thử biết ngay đúng không? Ngâm nước cho anh. Ngâm rồi. Đây là từ Phan Thanh. Dạ vâng. Đặc sản của xứ lạnh. Đâu? Ngoài anh. Đây là gà ác, sản gà ác và gà đen, gà ác, gà thịt đen, chân đen, xương đen. Mổ trong là cái này mà hầm thuốc bắc thì là vị thuốc bổ rất là tốt. Ăn là rất tốt cho sức khỏe. Hầm thuốc bắc này là làm cháo cũng được. Đặc sản của xã Phan Thanh. Tất cả đều đây hết. To đấy nhỉ, cả đến to. Từ chân đến đầu là con mái nó như thế. Con trống thì có con thì lông trắng thịt đen, và có con thì lông nó như này nó đen. Chân giống bản địa mình đấy. Gà địa phương luôn. Hai con mái, một con trống. Vâng, hai con mái, một con trống, vừa trưng bày vừa quảng bá sản phẩm cho xã nhà để làm hàng ấy thì ai lấy thì bán đúng không? Vâng, ai lấy thì bán. Bình thường là bao nhiêu một cân hả anh? Bình thường thì 180.000 một cân. Đặc sản ở trên này gà đen rất là hiếm. Vâng, đúng rồi. Còn những gà bình thường thì chỉ có vào 120, 130 thôi. Gà chiến thì 150, gà chiến bình thường ấy. Còn gà đen thì nó ít nên là cả nó nuôi nó lâu lớn hơn. Nên là đấy. Rồi, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Bán thuốc cho người dân, người bán thuốc cho người dân. Có được chéo đấy. Dạ. Nuôi nhé. Lại lại cỏ cả, súng chui mãi à. Lại lại cỏ cả, phải chịu mãi à. Lệch đầu một tí. Lại cỏ cả, lọt về hôm nay à. Lại cỏ cả, hơi còn bắt à. Lại cỏ cả, phải cỏ cắn cắt, chịu chịu chắn cắt, chịu chịu ra, lọt cân, lọt cân, phải cân, phải cân, phải cân, chịu chịu mà, bắt bắt bắt, lọt cân, lọt cân. Lại cọ chết chiều mà các hôn vần chết chiều mà các lại gần lại các chết chiều mà các bắt vào bắt các lúc gần như điều trong các xe xe tui tim lại cọ các lợn bằng mưa ạ lại lại cọ các chân chân xế các lạc đen xế lại cả hơi hơi xin tấu mà thắng rồi thắng rồi tiếp thứ hai người chân người đi hay nào đi anh làm chân để chìm lòng một lần lại cả hơi 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 không xinh thằng này xinh mà hơi bắn mạ mà cháu mạ mà thế này xinh mà hơi bắn mạ mà lóc cháu mạ mà gì đâu mà lại cả phải mà chiến đấu mà bật hơi bật mà bật lộc bé mà bật chiến đấu mà hả lại lại có đặt bên bên lại đặt là có là đặt sẽ đặt tôi đặt phải mà tay lại lại có đặt phải xe đây chưa có gì mà ra đi mình lấy hàng trước trên nữa này đi luôn qua lại có đặt tôi chăn trâu chăn trâu tôi chỉ vào các sai trục sai các thôi lọc chúng lại bạn ơi đi hết rồi quá là nhanh cái đuôi đi lại lọc cỏ các tôi chỉ vào các sai trâu chăn trâu xin tiếp sai trục lại lọc cỏ các nhìn thấy tôi à bắt đầu đổi đi đây lại cò đặt là cò đâu á lại cò là cò là cò bắt cò là cò lại cò chăn mà chơi bắt chăn bắt đầu à thế mà là cò mà đi cái này đi cò đâu lại cò phải cò cò phải lại cò lắc bay mà lắc cây mà chăn trâu mà hơi bắt mà lắc cây mà hơi em mà thôi. Hai trắng rồi, anh em mọi người hai thôi.